Rồi em đi phép tí. Đây, ô làm ống 90 à? 110. 110. Nhìn đi kiểu 90 này, thế này được rồi nhìn nữa. Nhưng mà thế này là làm này thực ra là hơi tốn kém một nhiều công anh ạ. Em hôm nọ em làm thế này nhá, là em đổ cái chân này là 140 hết, em căn phăng bằng. Nhưng mà em lại mua cái đúc sẵn ấy. Bê tông đúc sẵn 3 mét phát khơi đường đất, bê đổ phát là cứ đâu đem tỉa đầu cũng bắt đầu này. Em căn trước rồi, đặt theo chân rồi, nó cứ đặt vào nó là em tỉa cái ra đầu, cái em hàn cái nó chắt bữa vào, làm rất là nhanh mà tiết kiệm tiền công. Nhưng mà cái lề này là đẹp, làm là đẹp rồi đấy. Tại vì là cái này mình khoán cho thợ, thợ nó làm thôi. Nhưng mà làm này thì nói chung là làm này là sau này vệ sinh ở trong này nó vất vả lắm. Thôi cỡ này. À, nghĩa là theo em nói chung là em làm là lối đi giữa là em ấy hết, xây hết. Không là làm đưa hai rãnh hai bên đi. Nó tiết kiệm tí cái tiền không khí này. Ui giời, này làm mới cao lắm anh nhá. Ui giời, cao hết các bạn. Đấy. Làm trùng sàn đấy. Đấy, ra xít vỡ lậu một lần đấy. Đấy nó thế đếch là được. Nhưng mà lần này của anh là cũng ánh sáng vừa đủ thôi. Không đến nỗi nó dư giả gì đâu. Hay dùng luôn quạt composite chứ. Quạt thường. Nào, composite hay hơn, nó đắt thật nhưng mà nó tiết kiệm tiền điện anh ạ. À, dụ như là dùng 3 con thì dùng 4 con, bình thường mình bật 4 con mình chỉ phải bật 3 con thôi. Mà làm cái này nó ổn thôi, nhắn xoa này nó rửa nó cũng nhanh với hai này. Phân con lợn nhưng mà giống như là tại sao làm thế mà cái lối giữa này này không biết không ấy, lối giữa này thực ra nó rất là hay, chỗ này là mình chăn ra thì được, mình thì xịt hai bên được, còn giữa này không xịt được, ai chui xuống đấy mà xịt được, nên nó cứ lưu cữu làm nọ làm năm kia. Thì nhưng mà cái trùng sàn này trong vòng 2 năm đầu thì nó hiệu quả hơn trùng tiền của em. À năm đầu thôi, năm thứ hai là ngang phèo nhau ngay. Sau này quyết định là chuyển ra đây hết à? Quy hoạch hết rồi đấy. Vẫn nuôi cả dưới nhà. Vâng, nhưng mà giống như là mình dưới kia là mình nuôi thì vẫn nuôi nhưng mà nó công suất lại ít thôi. Năm vừa rồi kiếm được chục tỷ, đầu tư vào đây cũng chục tỷ thì cũng. Tay không hoàn tay không. Ôi, tay trắng vẫn hoàn tay trắng này. Đây. Được, làm này cái này cũng không có gì đâu. Để... Nhưng mà cái này là, nhưng mà làm cái này anh phải hạ trần xuống nhé. Chân không, chân anh hạ bằng mấy cái tường kia. Thế nhưng con làm này. Cái tường đấy là 21. Là tính từ con lợn đứng. Từ con lợn đứng á? Ừ. Thế này không, cao. Cao. Anh trần cho chúng em rồi đi là kịch đầu là 1m8 thôi. 1m8 rồi. 1m8 thôi, nó giảm chi phí tiền đấy của anh. Tiền quà. Ở ra hôm nào em ấy xong rồi biết mới biết được. Hôm nay nó đổ em đào giá mà định không là đổ không chưa đạt. Ông chỉ nói võ thì tôi gặp. Thực ra làm cái này là ông ấy chưa, không chưa cái này nó cũng đẹp ấy, nó đổ khuôn ông mới làm chuẩn anh ạ. Đấy các bạn này. Khuôn thì không nói. Nhưng mà này cũng bền thôi, không chết. Bền đúc hỏng rồi. Bền mà làm này nó nô công. Anh này quán quán công Nhật hay là kiểu nó công quán á? Quán Mỹ.